Lòng người dựa vào đâu để nhìn thấu? Xin kính chào quý vị khán thính giả đang xem kênh Triết Lý Vàng. Quý vị thân mến, trong xã hội ngày nay, hầu như ai cũng có khả năng ngụy trang bản thân đằng sau những lớp mặt nạ. Có người che giấu sự yếu đuối bằng vỏ bọc mạnh mẽ, nhưng có người lại che giấu tâm tư xấu xa bằng vỏ bọc hiền lành lương thiện bên ngoài. Thế nên người ta mới có câu nói: dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Sông sâu biển lớn, nhưng cũng không phải là vô tận. Chúng ta vẫn có cách để đo được độ sâu của nó. Thế nhưng lòng người thâm sâu khó lường, mấy ai dễ mà đong đếm được. Giống như câu ca dao trên, ai dám can đảm có thể hiểu thấu hết một người. Phàm ở đời thứ gì càng khó nắm bắt càng nguy hiểm. Người hôm nay có thể trước mặt cười nói với mình, hôm sau bất ngờ đâm một nhát sau lưng mình không hay. Lòng dạ con người và lòng người đổi thay là thứ đáng sợ nhất trên thế gian. Vậy thì dựa vào đâu để nhìn thấu lòng người? Xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ sau đây và chiêm nghiệm nhé. Thứ nhất, phong ba báo táp mới thấy chân tình. Có một câu chuyện xảy ra như sau. Năm mà cậu thanh niên ấy vào đại học, công việc làm ăn của cha thất bại, nợ nần chồng chất. Những người bạn thân trước đó thường đến nhà ăn uống, bỗng nhiên bốc hơi. Năm mới cũng không thấy đến chúc Tết. Vì để trả nợ, cha mẹ của cậu đã gửi gắm cậu sang bên nhà bác trai. Người bác dâu ngày trước thì khen cậu khen lên khen xuống, bây giờ bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ. Suốt ngày đều châm chọc cậu. Vài năm sau cha mẹ cậu đã trả được hết nợ, điều kiện gia đình lại khấm khá trở lại. Những người bạn thân năm xưa lại kéo thành đoàn tới thăm hỏi, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Quý vị thân mến, nước không thử không biết độ sâu. Người không kết giao không biết tốt xấu. Không phải tất cả mọi người đều thật lòng đối xử tốt với quý vị. Câu chuyện trên chắc không lạ lẫm gì đối với quý vị đúng không ạ? Trong cuộc sống, chúng ta sẽ bắt gặp những chuyện tương tự như vậy xảy đến với những người xung quanh hoặc với chính bản thân mình. Người xưa đã nói là lúc gian nan mới hiểu được lòng người. Khi quý vị đứng ở đỉnh cao danh vọng, địa vị, tiền tài, xung quanh quý vị có lẽ sẽ xuất hiện vô vàn những lời đường mật và khuôn mặt tươi rói rạng ngời. Nhưng khi quý vị gặp thất bại hoặc rủi ro, thứ quý vị trông thấy lại chỉ là những khuôn mặt lạnh lùng cùng những lời châm biếm. Quả thực nếu cuộc sống cứ trôi qua êm đềm xuôi trèo mát mái, thì lấy gì để nhìn thấu được lòng người? Chỉ khi vấp ngã, khi gặp hoạn nạn, khi không còn tiền bạc vật chất trong tay, khi cả thế giới quay lưng lại với quý vị, thì người còn lại ở bên quý vị khi ấy mới là tấm chân tình thực sự. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, gian nan còn thử cả lòng người, và đó cũng chính là thước đo cho chân tình, tình bạn, tình yêu. Khi vấp ngã, người đầu tiên tới đỡ bạn dậy nhất định là người rất lo lắng cho bạn. Khi bệnh hoạn, người bận trước bận sau vẫn tới chăm sóc cho bạn, nhất định là người thật sự đau lòng vì bạn. Bạn túng thiếu, người chủ động đưa tiền cho bạn mượn, nhất định là người rất xem trọng bạn. Ngày nay cuộc sống hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, mỗi người chúng ta đều có thể có đến hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu bạn bè. Người chúng ta quen là rất nhiều, người chúng ta biết cũng là rất nhiều. Nhưng người có thể thực sự giúp đỡ khi chúng ta khốn khó hỏi được bao nhiêu? Vậy nên quý vị quen biết bao nhiêu người không quan trọng. Quan trọng là lúc bạn khó khăn còn có mấy người quen biết. Còn có mấy người giang tay ra cứu giúp quý vị. Hãy nhớ rằng, bạn bè chỉ cần chất lượng, không cần số lượng. Người có một trái táo sẵn lòng chia cho quý vị một nửa, ấy chính là tình bạn. Người có một trái táo nhưng chỉ cắn một miếng, còn lại dành hết cho quý vị, ấy chính là tình yêu. Người có một trái táo nhưng không ăn miếng nào, dành lại cho quý vị hết,
ấy chính là cha mẹ của quý vị. Thứ hai, tiền bạc giúp nhìn ra nhân nghĩa. Xưa nay tiền bạc là một trong những cám dỗ bậc nhất của con người. Vì tiền mà con bất hiếu, anh giết em, vợ lừa chồng, chi kỷ lừa lọc hãm hại lẫn nhau. Cũng chính vì vậy, tiền bạc chính là chiếc la bàn chuẩn nhất để xác định rõ nhân cách con người. Kẻ hám lợi sẽ luôn nịnh nợ, gần gũi lúc giàu sang. Người thật lòng, dù nghèo khó vẫn cúi đầu trân trọng. Kẻ xem trọng tiền tài, khi túng bần liền ngoảnh mặt, quay lưng khinh rẻ. Người cương trực, dù ta chỉ có một túp lều tranh, vẫn mỉm cười nâng đỡ ta khỏi nguy nan. Với sự giúp đỡ của các nhà đầu tư, Johnson đã tạo ra một trang web nổi tiếng. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, lượt người truy cập lên tới 9 triệu lượt. Rất nhiều người đều cảm thán, không lẽ anh ta sẽ trở thành Bill Gates tiếp theo? Cũng không ít lời đồn rằng anh ta sẽ trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn. Bởi vậy nhiều tổ chức tài chính đã chủ động cung cấp cho anh các khoản vay và hỗ trợ để công ty của anh sớm được niêm yết. Sự tích lũy của cải ngày càng lớn, từ giá trị ban đầu là hơn 100 triệu đô la Mỹ lên 2,6 tỷ đô la Mỹ. Johnson trở thành bạn của rất nhiều người giàu có tầm cỡ, cuộc sống vô cùng xa hoa. Sau này thị trường chứng khoán đột ngột thay đổi. Cổ phiếu của Johnson giảm mạnh, từ 168 đô la một cổ phiếu ban đầu xuống còn 2 đô la và công ty bị tuyên bố là phá sản. Chỉ trong 2 năm, anh trở thành một người không một xu dính túi. Khi Johnson quyết định vay tiền để làm lại từ đầu, bạn bè anh đều lảng tránh. Chẳng có công ty hay bạn bè nào cho anh vay tiền cả. Sự thực điều đáng sợ nhất không phải là hết tiền, mà chính là khi hết tiền rồi thì bạn bè cũng không còn nữa. Tiền bạc không phải là thứ toàn năng, nhưng nó lại là một trong những thứ cám dỗ bậc nhất với con người. Vì tiền mà biết bao những câu chuyện đã diễn ra đầy đau xót, như con bất hiếu với cha, anh giết em, vợ lừa chồng, bạn bè hãm hại nhau. Cũng chính vì thế, tiền bạc là phép thử chuẩn xác nhất để định rõ nhân cách con người, có thể giúp bạn nhìn nhận phẩm chất giá trị của người khác. Lúc ở đỉnh cao, người cho quý vị vay tiền có thể nhiều không kể xiết. Nhưng lúc khó khăn, người tình nguyện cho quý vị vay tiền chính là người thực sự tình nghĩa, thực sự tin tưởng và sẵn lòng giúp đỡ quý vị. Nếu vay tiền được coi là phép thử lòng người, thì trả tiền lại chính là thước đo giá trị đạo đức của một con người. Việc sòng phẳng trong vay trả cho thấy phẩm chất chính trực, không lợi dụng, không quên ơn những người đã giúp đỡ mình khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn về tiền bạc. Nếu một người sòng phẳng rõ ràng trong vay trả, nghĩa là họ luôn đặt chữ tín và danh dự của mình lên hàng đầu, luôn trân trọng mối quan hệ tình cảm với quý vị. Ngược lại, có kẻ vay mà không trả, loanh quanh hứa lên hứa xuống, tìm cách trì hoãn, thì chẳng những làm cho mối quan hệ tan vỡ, mà còn hao mòn đi nhân phẩm của chính họ. Một lần bất tín, vạn sự bất tin. Chắc chắn sự tin tưởng của người khác dành cho họ mất dần, rồi sẽ có lúc chỉ còn lại là con số không tròn chính. Phản ứng của con người khi đối mặt với tiền bạc là chân thực nhất. Thái độ với tiền khó mà giấu giếm được. Tiền bạc là thứ tốt có thể nhìn thấu lòng người, đo độ nóng lạnh của con người, nhìn ra bản chất của một người. Tiền bạc không chỉ đơn thuần là tiền bạc, mà còn là lòng tin và tình người. Vì vậy, hãy trân trọng những người sòng phẳng rõ ràng và dám nói chuyện tiền bạc với quý vị, vì họ chính là người coi quý vị quan trọng hơn tiền bạc đấy. Thứ ba là khoảng cách sẽ thấu rõ sự trung thành. Thời gian sẽ nhìn ra nhân cách. Cổ nhân có câu, xa mặt cách lòng. Lòng người nếu trung thành kiên định, dù vạn năm không gặp vẫn vững bền như núi, thủy chung son sắt, an nhiên chờ đợi, không gì lay chuyển nổi, thậm chí càng thêm bền vững kiên cố. Trong xã hội ngày nay, sự bận rộn càng khiến người ta xa cách về thời gian, dù khoảng cách địa lý và thời gian rất gần. Xa nhau dễ khiến các mối quan hệ dần thiếu đi sự khăng khít. Nhưng khoảng cách ấy cũng chính là phép thử cho sự chân thành của một người trong mối quan hệ tình bạn tình yêu. Lòng người nếu thực tâm yêu thương, đối tốt với nhau,
thì dù có xa nhau, tình cảm vẫn chẳng hề thay đổi. Nếu mối quan hệ giữa người với người chỉ được hình thành trên lợi ích danh vọng, thì sẽ như cây tầm gửi mà thôi. Khi một bên hết giá trị lợi dụng, tình cảm sẽ trở nên phai nhạt, mối quan hệ sẽ nhạt dần. Cuối cùng sự gắn bó năm nào chỉ còn là một gốc cây mục xuống vô dụng mà thôi. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà biết hết được con người, thì thế giới này đã không tồn tại hai chữ không ngờ. Lòng người muôn mặt khó lòng nhận biết, thế nhưng chẳng ai có thể mang một chiếc mặt nạ cả đời được. Dù cho họ có khéo léo che đậy đến mấy, thì cũng có lúc sơ hở. Tiếp xúc lâu dần sẽ có một ngày thời gian làm lộ ra bộ mặt thật của người đó mà thôi. Bởi thế cổ nhân mới nói, đường dài mới biết ngựa hay, sống lâu mới biết người ngay kẻ tà. Ở cùng với nhau lâu dần mới nhìn nhận ra những khuyết điểm bị chôn giấu. Kẻ mưu địa xấu xa rồi cũng có lúc buột miệng nói ra những câu gian trá. Kẻ tham lam thực dụng dù luôn tỏ ra hào sảng nhưng cũng sẽ có lúc trở mặt tư lợi cho chính mình. Ngược lại, người cương trực dù có đôi khi lời nói thẳng làm mất lòng người khác, nhưng khi ai đó có khó khăn họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Người có năng lực giỏi giang thì dù có không biết xu nịnh, có kiệm lời đi chăng nữa, nhưng đến khi gặp tình huống phức tạp sẽ ra tay giải quyết, sắp xếp đâu vào đấy, khiến cho mọi người đều hài lòng. Vì thế bạn đừng vội vàng kết luận phẩm chất nhân cách của một ai đó khi mới chỉ vài lần tiếp xúc hay chỉ qua vài hành động của họ. Thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất. Thứ tư là thái độ với người lạ. Một doanh nhân Nam Phi tên là Peter được mời đến thăm nhà Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Theo quy định của công ty, thì tài xế sẽ phải ở ngoài xe để chờ chủ nhân. Vì vậy sau khi tài xế được Mandela mời uống nước, đã lặng lẽ trở lại chiếc xe để chờ Peter. Đến giờ ăn trưa, đầu bếp đã nhắc hai lần, nhưng vẫn không thấy vị Tổng thống động tĩnh gì. Peter cảm thấy rất khó hiểu. Chờ mãi đến 1 giờ chiều, Tổng thống Mandela mới hỏi, Peter, khi nào thì ngài mời tài xế của mình vào dùng bữa? Thấy Peter còn ngỡ ngàng, Tổng thống Mandela đã đi tới tận bãi đậu xe, gõ vào cửa kính, cúi đầu nói với tài xế, xin lỗi, tôi muốn mời ông cùng dùng bữa trưa với chúng tôi được không? Bữa trưa muộn ấy khiến cả Peter và người lái xe rất cảm kích. Pascal từng nói, để đánh giá đạo đức của một người, đừng chỉ nhìn vào những hành động đặc biệt, mà hãy để tâm đến những hành động trong thường ngày của họ. Trong thực tế cuộc sống thì nhiều kẻ thực dụng vì muốn lấy lòng những người xung quanh nên luôn tỏ ra vồn vã quan tâm săn đón. Còn khi giao tiếp với người lạ, họ cho rằng đây chỉ là mối quan hệ qua đường diễn ra ngắn, nhanh chóng và chốc lát, lại chẳng đem đến lợi ích gì cho bản thân, nên chẳng việc gì phải giả vờ hay lấy lòng người lạ. Nhưng thực chất để xem tính cách và trình độ học vấn của một người, hãy nhìn vào cách họ đối xử với người lạ. Hãy nhìn vào những hành động nhỏ trong sinh hoạt, trong cuộc sống hàng ngày của họ. Như nhìn vào cách một người đối xử với những nhân viên bán hàng, phục vụ đồ ăn hay khách sạn, sẽ thể hiện khá nhiều về con người họ. Tại sao vậy? Bởi vì khi tương tác với nhân viên phục vụ, bạn ở vị thế hơn. Người nhân viên luôn phải tỏ ra thân thiện với bạn. Cho nên nếu ai đó đối xử với người lạ, với nhân viên phục vụ một cách tệ hại, cho thấy họ là người thiếu tử tế, thiếu sự đồng cảm và tôn trọng người khác. Bởi vì người có nhân cách tốt, có lòng tự trọng, sẽ không bao giờ thể hiện như thể họ ở trên bất kỳ ai. Đối xử với người lạ bằng sự tôn trọng và tin tưởng, về cơ bản phản ánh bản chất của một con người. Còn với những người không có sự tử tế cơ bản giữa người với nhau, thì người đó liệu có đáng để bạn kết giao? Có đáng để bạn bỏ tâm? Quý vị thân mến, ở trên đời, càng gặp gỡ tiếp xúc nhiều người và càng trải qua nhiều chuyện thì chúng ta lại càng thấm thía hơn câu nói nhân sinh vô thường, thế sự khó lường. Lòng người là thứ khó nắm bắt nhất, giống như lửa thử vàng, gian nan hoạn nạn mới thấu được chân tình, ở lâu mới hiểu được lòng người. Muốn biết người tốt hay xấu, hãy nhìn vào những hành động cử chỉ hàng ngày của họ. Muốn biết người thật lòng hay giả dối, hãy nhìn vào những lúc bạn gặp hoạn nạn khó khăn. Muốn biết nhân cách của một người, hãy nhìn vào cách họ ứng xử với tiền bạc. Càng lớn tuổi,
chuyện phải gặp càng nhiều, nhìn thấu bản chất của con người, bạn sẽ càng phát hiện ra rằng bạn bè càng ngày càng ít đi. Nhưng hãy tin rằng những người còn ở lại bên bạn tới bây giờ nhất định là những người xứng đáng để bạn ở cạnh bên. Bởi chỉ có thật lòng đối đãi với thật lòng mới là gốc của một mối quan hệ bền vững. Bình tĩnh, bài học vỡ lòng cho người lớn tuổi. Xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị thân mến, bình tĩnh là một trạng thái cảm xúc của con người, được biểu hiện ra bên ngoài với trạng thái bình thường và nhẹ nhàng. Trước những khó khăn thử thách hay những việc bất ngờ xảy ra, người bình tĩnh luôn giữ thái độ bình thường, làm chủ được mọi hành động và suy nghĩ, không luống cuống, không hoảng hốt, cũng không nóng vội. Điều này khiến những người xung quanh rất khó có thể nhận ra rằng họ vừa trải qua một biến cố hay một chuyện không vừa ý nào đó. Đây là một lối sống tích cực, biết cách tiết chế cảm xúc và hành động cá nhân để cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách từ tốn và chín chắn. Bình tĩnh sống giúp chúng ta nhận ra giá trị sống của bản thân, không hồ đồ để chạy theo tư duy đám đông, tát nước theo mưa. Người trẻ tuổi tính cách nóng vội, thường khó giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên ở người lớn tuổi liệu có giữ được sự bình tĩnh hay không? Ta cần xem lại bài học vỡ lòng về sự bình tĩnh, tưởng chừng như chỉ dành cho người trẻ. Nhưng đó lại là bài học cho tất cả những ai đang còn sống trên cuộc đời này. Tâm thái bình tĩnh của người làm ông bà cha mẹ sẽ là nền tảng sức mạnh nâng đỡ và rèn luyện cho con cháu, hình thành những nhân cách tốt. Khi bọn trẻ vào đời, gặp nhiều thất bại, dễ sinh nản chí và nóng vội, gặp nhiều tình huống bất lợi, dễ mất bình tĩnh và hành xử thiếu khôn ngoan. Lúc này cần đến người cao tuổi hơn bao giờ hết. Chính sự bình tĩnh của người lớn tuổi là bài học để con cháu noi theo và hành xử trong cuộc đua tranh bên ngoài xã hội. Phàm con người cần lưu ý 3 điều. Thái độ tốt nhất là bình tĩnh, trạng thái tốt nhất là giản đơn, cảm giác tốt nhất là tự do. Người cha người mẹ thực sự yêu thương con cái của mình sẽ biết đặt tình thương và gia đình lên trên hết, danh vọng, sự nghiệp và tiền bạc ở hàng thứ hai. Người bước vào tuổi già, tính tình sẽ thay đổi theo hai hướng tích cực và tiêu cực. Nói một cách dễ hiểu hơn là khó tính hay dễ tính. Muốn gia đình êm ấm và thuận hòa, con cái không xa lánh, quý vị phải rèn được sự bình tĩnh. Hãy luôn giữ một tâm thái ôn hòa, cố gắng tĩnh tại từ trong nội tâm khi suy xét phán đoán, thực hiện một vấn đề nào đó trong phạm vi gia đình của mình. Người bình tĩnh có sự bình thản, hòa ái trong tâm sẽ có thể nhìn xa trông rộng mà không bị những sự việc vụn vặt nhỏ nhen, những thứ lợi ích tầm thường che khuất mắt. Sự bình tĩnh sẽ giúp quý vị rèn luyện một bản lĩnh vững vàng, ngay cả khi sóng gió ập tới, thậm chí gặp phải chuyện tưởng như không thể cứu vãn được. Sự bình tĩnh vẫn sẽ mang đến cho quý vị cách giải quyết tốt nhất. Bình tĩnh là một thái độ sống cần có của con người trong xã hội hiện đại ngày nay. Bài học cuộc đời chỉ gói gọn trong chữ tĩnh, và nó chính là nguồn cội đích thực của trí khôn, là cái gốc sâu bền trong đời sống gia đình. Quý vị đã bao nhiêu tuổi? Quý vị có là người bình tĩnh không? Tôi chắc là quý vị còn lưỡng lự về bản thân mình. Nóng giận và bình tĩnh cũng còn tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trường hợp phải không các quý vị? Người trẻ thường đổ lỗi nóng tính là do còn trẻ, bồng bột, thiếu suy nghĩ và mong mọi người cảm thông. Người già thì lại cho rằng chính tuổi tác và bệnh tật làm họ thay đổi. Tuổi nào quý vị cũng có lý do để bào chữa cho sự nông nổi của mình, phải không nào? Thực tế cuộc sống để giữ được tâm thái bình tĩnh trong mọi tình huống là điều không dễ dàng gì. Thậm chí chúng ta dễ bị kích động dẫn tới nổi nóng hồ đồ, sốc nổi, buông ra những lời nói hoặc hành động tàn nhẫn, khiến người đối diện bị tổn thương nặng nề, và bản thân ta hối hận cũng không còn kịp nữa. Tâm không bình, khí không hòa, thì lời nói hay lỗi lầm. Trước những rắc rối, việc không may mắn, việc bất ngờ sẽ đến, người bình tĩnh thường là người có lý trí, không hoảng hốt, cuống cuồng hay nóng vội.
có cái nhìn đúng đắn, phân tích đúng sai trước khi đưa ra quyết định cuối cùng và luôn làm chủ được hành động của mình. Người mà tính khí nóng nảy, thiếu sự kiềm chế, dễ bị mất bình tĩnh khi gặp phải một tình huống bất ngờ theo chiều hướng xấu, một sự việc ngoài sức chịu đựng, ngoài tầm kiểm soát. Khi đó họ rối trí, hoảng loạn và cuống cuồng, dẫn đến không biết xử lý sự việc như thế nào. Vợ chồng sống với nhau đến già, ít nhất cũng trên mấy chục năm bên nhau, những tưởng đã hiểu nhau, cảm thông và nhường nhịn cho nhau. Thế nhưng đôi lúc họ cũng mất bình tĩnh, đôi khi chỉ là một câu nói không vừa lòng nhau, chuyện con cái, các tranh luận vô bổ, chuyện thiên hạ, tính sốc nổi của quý vị đời đã thiếu kiềm chế, dẫn đến cãi vã lẫn nhau. Những trường hợp này nếu không giữ vững tâm lý, người mất bình tĩnh thường sẽ nói ra những lời nói xúc phạm nặng lời, khiến mối quan hệ vợ chồng con cái người thân và bạn bè trở nên xấu đi, và về sau thường phải hối hận đến suốt cuộc đời. Tâm trí con người giống như nước, khi nó hỗn loạn, rất khó để ta nhìn thấu mọi thứ. Khi tâm tính, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Gặp chuyện quý vị càng bình tĩnh, thì tâm càng bình an. Khi quý vị có nội tâm tĩnh lặng, quý vị sẽ thành công với điều quý vị làm. Càng bình tĩnh, thì suy nghĩ và hành động của quý vị càng trở nên quyền lực. Sức mạnh chỉ có thể phát huy khi quý vị bình tĩnh và tự tin. Cuộc sống luôn thách đố và đưa ra cho quý vị rất nhiều khó khăn, nhất là trong đời sống gia đình. Khi quý vị luôn phải đối mặt với áp lực kinh tế, với gia đình, công việc, tuổi tác và sức khỏe, ở nhà quý vị lại phải đối mặt với vô số những phiền toái không tên. Quý vị mệt mỏi căng thẳng, không biết phải giải quyết như thế nào. Thế là quý vị nổi nóng, mất bình tĩnh, dù chỉ là những việc nhỏ nhất, và bi kịch gia đình sẽ xảy ra. Già nóng tính theo già, trẻ nóng tính theo trẻ. Lúc này quý vị mới thấy sự bình tĩnh là cực kỳ quan trọng. Nhưng sự việc lỡ rồi quý vị cứu vãn sao được nữa quý vị ơi. Để giảm áp lực, hãy từ tốn và chậm lại. Hãy kiên nhẫn, cuộc sống sẽ luôn cho quý vị một cơ hội khác, khi quý vị tìm thấy sự bình tĩnh bên trong. Vì hạnh phúc được sinh ra từ bình tĩnh, người mà nóng nảy nông nổi hẹp hòi, thì sự việc, việc hay hỏng, tiếp người, người hay giận, mà chính mình cũng phải chịu nhiều thiệt thòi. Quý vị có thể bình tĩnh được bao lâu, hay là im lặng trong lúc cãi vã, để rồi trút nó vào một dịp nào khác. Nên nhớ quý vị phải duy trì sự bình tĩnh một cách nhất quán và xuyên suốt. Sức mạnh mà quý vị đạt được chính là sự bình tĩnh. Duy nhất chỉ là sự bình tĩnh mới giúp quý vị giải quyết được mọi việc một cách thỏa đáng. Khi tuổi càng cao, quý vị càng phải nhắc nhở bản thân mình về điều này. Nếu không, quý vị sẽ mất bình tĩnh và nổi nóng. Khi con cái trở nên bướng bỉnh hay tranh luận và hỗn hào, nếu quý vị nổi giận và to tiếng, thì chỉ khiến chúng càng phản ứng tiêu cực hoặc sẽ bị tổn thương về tinh thần. Thay vì nổi nóng, quý vị hãy bình tĩnh, nhẹ nhàng trò chuyện, lắng nghe, để con hiểu nhận thức được lỗi lầm của mình. Quý vị phải nhớ bình tĩnh nhưng kiên định, với một trạng thái bình tĩnh nhất, không được thể hiện sự giận dữ khó chịu của mình. Là người lớn, chúng ta không bao giờ cho con cái thấy mình mất bình tĩnh, thậm chí là tức giận la hét, quát tháo, vì chúng không học được điều gì tích cực khi tức giận và áp lực. Quý vị là tấm gương cho các con, bởi chắc chắn quý vị không muốn con trở thành bản sao của chính mình. Chúng bình tĩnh điềm đạm, không nổi nóng, không la hét khi gặp phải vấn đề không vừa ý, là do học được từ cha mẹ của chúng. Những vấn đề dễ bất đồng ý kiến nhất có thể là do tiền bạc, chia sẻ công việc nhà, chăm sóc con cái, xung đột là điều khó tránh khỏi. Thế nên quý vị đừng vội bi quan, mà cho rằng mối quan hệ của mình đang xấu đi. Lúc này quý vị phải thật sự bình tĩnh, tránh đưa ra những quyết định nghiêm trọng lúc đang tức giận. Hãy cho tất cả một thời gian và khoảng lặng để suy nghĩ thấu đáo. Khi đến tuổi già không còn sức lao động để kiếm tiền nữa, đồng nghĩa với việc mất việc làm, mất thu nhập. Điều này sẽ đến với quý vị là một cú sốc tâm lý. Thay vì hoang mang hoảng sợ, hãy bình tĩnh, không cần lo lắng quá, cần thư giãn và nghỉ ngơi nhiều hơn. Chỉ khi quý vị có một tinh thần tốt, quý vị mới có thể suy nghĩ xem mình nên làm gì và nên bắt đầu lại như thế nào cho cuộc đời xế chiều của mình. Nếu quý vị là trụ cột duy nhất của gia đình,
thì quý vị cần phải bình tĩnh. Sự bình tĩnh của một người mẹ, một người cha, một người chồng, một người vợ sẽ khiến cho gia đình không bị xáo trộn. Lớn tuổi thì có bệnh, ai cũng thế, chỉ nhiều hay ít mà thôi. Khi có bệnh, sự bình an lại bị xáo trộn bởi nhiều nỗi lo. Những nỗi lo không giúp gì cho việc chữa trị và hồi phục bệnh tật hiện tại của quý vị cả, mà ngược lại, dẫn tâm trí của quý vị đi từ nỗi sợ hãi này đến nỗi sợ hãi khác. Chúng như những con sóng dữ vùi dập con thuyền tâm trí và thân xác của quý vị. Đôi khi tinh thần bất an đẩy người bệnh đến với cái chết trước khi bệnh tật đánh gục họ. Rõ ràng giữ được sự bình tĩnh trong khi bệnh là cần thiết để không làm trầm trọng thêm tổn thương thực thể do bệnh tật. Vấn đề là làm thế nào để không quá lo âu sợ hãi khi chúng ta bị bệnh. Cảm giác đến rồi đi, cảm giác nối tiếp cảm giác, không có cảm giác nào tồn tại vĩnh viễn. Cảm giác lạc quan của ta có được là nhờ cảm giác bi quan. Cảm giác bình an có được là nhờ những cảm giác bất an. Do vậy đừng quá kỳ thị những cảm giác tiêu cực như lo lắng, sợ hãi bi quan. Chúng là chất liệu để làm nên trạng thái phấn chấn tích cực. Giữ im lặng đi quý vị. Khi quý vị đang rất bực về chuyện gì đó, có thể nói ra những lời nói mất kiểm soát, xúc phạm người khác, mà lại không giải quyết được bất cứ việc gì cho quý vị. Đến khi bình tĩnh trở lại, quý vị sẽ rất hối hận vì điều quý vị đã nói. Nó chỉ làm cho những mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy trong mọi tình huống, hãy giữ cho mình sự im lặng, tĩnh tâm suy nghĩ trước sau. Người ta thường khuyên im lặng là vàng. Do đó khi gặp mâu thuẫn, cả hai cùng im lặng. Sự im lặng không có nghĩa là chịu đựng cách tiêu cực, mà là bình tĩnh trước sự việc. Không nóng vội, không bốc đồng, không thành kiến. Im lặng là biểu lộ của lòng vị tha và bao dung. Và người nào nói nhiều sẽ là người thất thế hơn. Người có lỗi vẫn là người nói nhiều nhất. Làm dịu bản thân đi quý vị. Chỉ khi nào quý vị giữ trong mình sự bình tĩnh và làm chủ bản thân, tinh thần thật thoải mái, quý vị mới cảm thấy cuộc sống tươi đẹp thế nào. Bỏ hết muộn phiền bực dọc. Đừng vì ai đó làm gì có lỗi hay làm quý vị không hài lòng, mà quý vị lại thù ghét và tìm cách trả thù. Quý vị biết đấy, trên đời không ai có nghĩa vụ phải làm theo ý quý vị cả. Cho nên quý vị đừng tự áp đặt họ phải làm như thế này, như thế kia, để rồi người tổn thương lại là quý vị. Hãy luôn đặt bản thân vào vị trí người khác để cảm nhận, để hành động sao cho đúng. Hãy nhớ rằng, giữ bình tĩnh sẽ giúp quý vị giải quyết được mọi việc trong ấm êm. Luôn vui vẻ điềm tĩnh như vậy sẽ giúp cho quý vị nhiều hơn. Xóa cơn giận đi quý vị. Trước khi quý vị hành động để làm dịu bản thân, hãy tự hỏi bản thân rằng sự tức giận là quý vị hay là kẻ thù. Nếu quý vị nhận thấy quyền lợi của bản thân đang bị xâm phạm, sự tức giận có thể là quý vị mang đến sự can đảm và lập trường để lấy lại quyền lợi. Nếu sự tức giận khiến quý vị gây ra đau khổ hoặc đả kích tiêu cực cho người khác hay là cho chính mình, thì sự tức giận này có thể là kẻ thù. Trong trường hợp đó, quý vị cần học cách giữ bình tĩnh bằng cách làm dịu đi cảm xúc của chính mình. Nóng giận là một căn bệnh, bình tĩnh là một liều thuốc hay. Thế thì quý vị chọn điều nào? Để có được sự bình tĩnh, quý vị đã làm gì? Hãy chia sẻ cho mọi người về những trải nghiệm của mình nhé! Chua xót tuổi già phải thận trọng với con của mình. Xin biết chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị và các bạn thân mến, khi còn nhỏ, những đứa trẻ luôn cảm thấy mẹ là tất cả và bố thì đặc biệt mạnh mẽ. Bố mẹ giống như hai ngọn núi vững chãi, khiến con cái luôn cảm thấy được che chở an toàn. Nhưng khi những đứa trẻ trưởng thành, sẽ không còn thấy hai ngọn núi ấy sừng sững nữa. Đó là khi bố mẹ già đi, mắt mờ chân chậm, trí nhớ không còn minh mẫn. Tuổi tác khiến họ trở nên nhạy cảm hơn, dễ tổn thương hơn, nên có nhiều điều không dám hỏi, không dám nói với con, sợ làm phiền đến chúng. Cũng có khi con cái lớn lên, kiến thức nhiều hơn, hiểu biết hơn, cũng bận rộn hơn nên dần bỏ quên, thậm chí là xem thường cha mẹ, coi cha mẹ như là gánh nặng, đáng buồn hơn, bất hạnh hơn. Với những nỗ lực miệt mài để nuôi dạy con cái, khi về già cha mẹ lại phải thận trọng đề phòng với chính con của mình. Nghe thật chua xót.
Bởi lẽ thường chỉ thận trọng và đề phòng với người ngoài, chứ ai lại phải thận trọng đề phòng với cả những đứa con do mình sinh ra bao giờ? Thế nhưng điều chua xót ấy lại là sự thật đang diễn ra ở không ít gia đình. Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện sau đây quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất, tuổi già lạc lõng giữa đàn con cháu. Tôi mua cho mẹ một chiếc điện thoại thông minh. Mẹ nhờ tôi dạy cách sử dụng. Tôi đã chỉ cho bà cách tải các ứng dụng, sau đó bật máy tính lên để chuẩn bị làm việc. Thế rồi mẹ lại vào. Bà lại hỏi về một phần mềm mới. Lát sau khi tôi đang xoay sở với đống công việc, bà ở bếp than thở vọng ra rằng bà không thể dùng được chiếc máy mới. Dòng ý tưởng công việc bị cắt ngang khiến tôi bực dọc. Tôi chạy vào bếp và gắt lên với mẹ. Bà ngước lên nhìn tôi khổ sở. Hay là thôi, mẹ vẫn dùng điện thoại cũ vậy. Tùy mẹ muốn thế nào cũng được. Tôi sốt ruột bước ra ngoài để mẹ một mình với các điện thoại đời mới. Đêm khuya hôm ấy, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của mẹ. Con à, mẹ đã già. Mẹ quên nhanh điều người khác nói. Mẹ cũng không nhớ cả điều mẹ đã nói. Lúc nấu cơm có khi mẹ quên cả cắm phích. Con có thể kiên nhẫn hơn với mẹ được không? Những dòng mẹ viết làm tôi mắt ướt nhòe. Tôi biết mẹ không dám nói chuyện trực tiếp với tôi, nên đã nhắn tin. Tôi dằn vặt mình, giá có thể kiên nhẫn hơn một chút nữa. Những ngày sau đó, mẹ không hỏi tôi về điện thoại nữa. Tự bà đã mày mò tìm hiểu cách tải ứng dụng. Qua câu chuyện trên có thể thấy, điều đáng buồn nhất không phải là thái độ của người con, mà là thông điệp mà con đã truyền tải qua thái độ ấy. Nó nhắn nhủ với người mẹ rằng, mẹ đã già rồi và đang dần trở nên vô dụng. Cuộc sống hiện đại bây giờ, chuyện con cái chăm sóc cha mẹ già bằng sự kiên nhẫn, chu đáo, bằng cả sự tận tụy và niềm vui, rất khó thấy hơn trước. Nhiều con cái ở gần vẫn chăm sóc cha mẹ già, vẫn cơm bưng nước rót khi cha mẹ không thể tự lo. Nhưng trong lời lẽ hành động đã thôi dịu dàng, mà thay vào đó là sự mệt mỏi cau có và thiếu kiên nhẫn khó giấu. Nhiều cụ già đông con đông cháu, nhưng không thể sống với ai. Họ trở nên lạc lõng khi con cháu xem việc chăm sóc là gánh nặng, một thứ áp lực được đặt lên trên cả chữ hiếu. Nhiều người già ở quê hay ở thành phố trở nên lạc lõng ngay cả khi con cháu quây quần, bởi đời sống giờ đã khác rất nhiều. Các con tụ họp nói chuyện thời sự, chuyện làm ăn, chuyện nọ chuyện kia nhiều hơn là trò chuyện với ông bà. Các cháu thì bận điện thoại lướt phây. Ông bà lưng còng mắt yếu, không thể hòa nhập với lối sống nhanh hơn, vội hơn và thờ ơ hơn của con cháu. Thậm chí những phàn nàn khi ông bà chậm chân vụng tay, hay không muốn ông bà động vào thứ này việc kia, xảy ra ở không ít gia đình. Hơn nữa, nhiều con cháu cho rằng hai thế hệ khác nhau quá xa về lối sống và quan điểm. Con nói cũng chẳng biết nói gì, nên khoảng cách vô hình lớn dần theo cả năm tháng. Ngôi nhà dần trở nên hiu quạnh. Con cái thì vui vẻ với bạn bè đồng nghiệp, mải mê với những sở thích cá nhân. Còn cha mẹ già cứ mòn mỏi ngóng chờ. Thử hỏi cuộc sống có gì vui? Có còn ý nghĩa gì nữa không? Cha mẹ lại nghĩ mình già rồi, gần đất xa trời rồi, sống gì làm phiền đến con cháu. Quả thực khi con cái lớn lên, tầm nhìn và quan điểm của cha mẹ có thể không còn phù hợp, và họ không thể theo kịp sự phát triển của thời đại. Chính điều này khiến nhiều cha mẹ khi về già ngày càng trở nên thận trọng với con cái trong từng lời ăn tiếng nói, từng hành động. Người già có thể nói nhiều hơn, vừa nói xong đã quên, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần một điều gì đó, khiến chúng ta đôi khi thấy phiền. Khi bạn lớn tiếng trách móc cha mẹ, họ sẽ rất buồn, nhưng sẽ không nói ra mà chỉ âm thầm tủi thân và rơi lệ. Cha mẹ già rồi cũng giống như một đứa trẻ vậy. Họ sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt bạn giận dỗi. Khi bạn cười, họ cười. Nếu bạn giữ khuôn mặt căng thẳng, họ cũng cảm thấy không thể thoải mái. Điều đáng ngạc nhiên và cũng thật đáng buồn là chúng ta càng trưởng thành thì càng học được cách vui vẻ sởi lời với người ngoài, nhưng lại cư xử cáu kỉnh khó chịu khi về nhà, nhất là với cha mẹ.
Đây cũng chính là những trăn trở, những nỗi buồn của không ít cha mẹ khi về già, mà nhiều khi họ không dám nói ra. Câu chuyện thứ hai, bất hạnh tuổi già khi phải đề phòng với con. Việc con cái làm cha mẹ buồn mỗi ngày bằng những hằn học và sự thờ ơ không phải là hiếm. Ai có thể dành thời gian nhiều hơn, kiên nhẫn hơn và chịu lắng nghe tâm sự của cha mẹ khi về già, hãy bao dung với cả những nhầm lẫn, những nhớ nhớ quên quên của cha mẹ. Không chỉ phải thận trọng với con cái, bi kịch hơn, nhiều khi cha mẹ về già còn phải đề phòng với cả những đứa con mà mình rứt ruột sinh ra và nuôi khôn lớn. Đã có rất nhiều trường hợp cha mẹ già rơi vào tình cảnh không nhà sau khi chia hết đất đai nhà cửa ruộng vườn cho con và nghĩ rằng sẽ ở cùng con cả hoặc con út. Thế rồi những người con đùn đầy trách nhiệm nuôi cha mẹ già. Anh đẩy cho em tị nạnh với anh, con gái tị nạnh với con trai vì chia không đồng đều. Rồi đau xót khi cha mẹ như quả bóng đẩy qua đẩy lại từ nhà này sang nhà khác, thậm chí là bị đẩy ra đường, chẳng còn nơi nương tựa. Tâm lý thường thấy ở những bậc làm cha làm mẹ ở nước ta là cố gắng làm lụng tích góp cả đời cũng để lại cho con chứ cho ai. Vì những suy nghĩ như vậy, nên nhiều người dễ dàng giao toàn bộ tài sản, sang nhượng đất đai nhà cửa cho con cái. Nhưng thực tế cuộc đời có những khi thật bạc béo. Không ngờ họ lại bị đối xử tệ bạc bởi chính những đứa con mà mình chắt chiu gom góp của cải dành cho chúng. Nhiều bậc cha mẹ trở thành người thừa, người ngoài trong chính căn nhà của mình. Vì thế đã không có ít trường hợp thật đau xót khi cha mẹ phải đề phòng với con cái. Họ phải tính toán dành tài sản để phòng thân, lo cho tuổi già của mình trước. Hay phải nghĩ xem thời điểm nào thích hợp để phân chia tài sản cho con cái. Và phân chia thế nào để con cái không tị nạnh người ít kẻ nhiều. Họ tính toán và đề phòng như vậy, để chắc chắn rằng bản thân không rơi vào tình cảnh khốn khó, phụ thuộc, vì giao hết tài sản cho con. Và cuối cùng đừng làm tổn thương khi cha mẹ về già. Những câu chuyện trên đây phản ánh một thực tế đang diễn ra trong nhiều gia đình hiện nay. Khi cha mẹ già phải thận trọng đề phòng với con cái. Tại sao cha mẹ càng lớn tuổi, họ càng yếu đuối trước mặt con cái? Họ không dám nói to, họ không dám có ý tưởng riêng. Đó là bởi vì chúng ta đã thay đổi và trở nên thiếu kiên nhẫn, thậm chí là xem thường cha mẹ, khiến họ trở thành một con nhím thận trọng. Nên nhớ rằng giá trị của cha mẹ không phải là họ có thể để lại cho chúng ta bao nhiêu của cải. Cha mẹ cho chúng ta điểm bắt đầu của cuộc sống, nhưng không thể đi cùng chúng ta đến cuối cuộc đời. Đây là nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời họ. Cho nên mỗi người con chúng ta dù có buồn bực gì trong công việc, trong cuộc sống, thì xin đừng để tâm trạng xấu nhất dồn lên cha mẹ. Bạn có thể trách bố mẹ không có khả năng đem lại điều bạn muốn, nhưng đừng quên rằng họ đã trao cho bạn khả năng. Việc bạn đạt được điều bạn muốn hay không, một phần lớn phụ thuộc vào năng lực của chính bạn. Cũng đừng đổ lỗi cho cha mẹ vì sự thiếu sót của họ, hay trách móc họ khi đã già, chậm chạp và chẳng còn minh mẫn sáng suốt. Vì suy cho cùng, sự trưởng thành thực sự của con cái không liên quan gì đến tuổi tác, mà nó bắt đầu từ việc tha thứ cho cha mẹ vì sự không hoàn hảo của họ. Đừng phàn nàn họ nên là cha mẹ như thế nào, mà hãy tự nhắc nhở mình, tôi nên là người con như thế nào. Đừng coi thường cha mẹ của bạn. Đừng phàn nàn về những lời phàn nàn của cha mẹ. Vì họ làm như vậy cũng thực lòng yêu thương và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho bạn. Tình yêu là trách nhiệm sâu sắc. Nếu bạn có một cuộc sống tồi tệ, cha mẹ sẽ đau khổ hơn bất cứ ai khác. Khi còn nhỏ chúng ta dựa vào cha mẹ để bước đi. Giờ bố mẹ đã già, phải dựa vào con cái để di chuyển. Cho nên mỗi khi thấy cha mẹ chậm chạp lề mề, nhớ nhớ quên quên, hãy nhớ về thuở ban đầu của mình. Bạn cũng không khác gì như vậy, để mà bao dung hơn với cha mẹ. Và những người con đang chăm sóc cha mẹ đau ốm, hãy kiên nhẫn hơn, thấu hiểu hơn, bởi sinh lão bệnh tử là một quy luật tự nhiên không thể tránh khỏi. Cha mẹ đã chăm sóc nuôi nấng chúng ta từng ly từng tí khi còn nhỏ, giờ đã đến lúc chúng ta làm điều đó với họ. Còn có cơ hội để phục vụ và hiếu thảo với cha mẹ là phước lành lớn nhất đối với mỗi người con. Mỗi người con cũng cần hiểu rằng tài sản lớn nhất cha mẹ dành cho chúng ta chính là cho chúng ta ăn học thành tài,
có nghề nghiệp nuôi sống bản thân, có đạo đức và lối sống lương thiện. Đừng dựa dẫm ỷ lại, trông chờ vào tài sản của cha mẹ để lại, mà phải tự lực phấn đấu. Thứ mình làm ra mới khiến mình quý trọng. Có như vậy cha mẹ mới hoàn toàn yên tâm, không phải thận trọng, không phải đề phòng với chính những đứa con do mình sinh ra và nuôi nấng. Quý vị thân mến, trong văn hóa truyền thống, người xưa thường bảo rằng có người già trong nhà như có bảo bối. Ví von như vậy là bởi lẽ người già có nhiều kinh nghiệm, là chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy cho thế hệ trẻ. Nhưng ngày nay cuộc sống hiện đại với vòng xoáy của việc kiếm tiền hưởng thụ khiến tư tưởng ấy đôi khi cũng bị đảo chiều, đạo đức tuột dốc. Nhiều người trẻ thường cho rằng có người già trong nhà như có phiền phức, mất hết tự do. Chính tâm lý này khiến con cái thiếu đi sự kiên nhẫn và bao dung với cha mẹ. Họ trở nên gắt gỏng khi thấy cha mẹ chậm chạp, đụng đâu hỏng đấy, nhớ nhớ quên quên. Còn những bậc làm cha làm mẹ thì phải thận trọng đề phòng, thậm chí là sợ sệt con cái. Đó không chỉ là nỗi buồn, nỗi cô đơn của tuổi già, mà còn thực sự là bi kịch. Bởi với cha mẹ già, thứ họ cần nào có phải là ba bữa ăn ngon, hay là chăn êm nệm ấm. Họ cần nhất là sự quan tâm chia sẻ, cảm thông của con cái. Nếu họ cảm thấy bản thân mình vô dụng, chẳng có việc gì để làm mỗi ngày, là trở ngại cho con cái, thì đó chính là sự dày vò lớn nhất. Họ sẽ cảm thấy bản thân sao mà thừa thãi, rằng không chỉ là cả thế giới, mà ngay cả với con cái dường như không cần họ nữa rồi. Vậy nên những người con hãy bình tĩnh nhìn lại, để có những cư xử đúng mực với cha mẹ. Đừng để lại những vết sẹo không thể lành trong lòng những đấng sinh thành của mình.